Dạ vâng, xin chào cả nhà. Hôm nay thì shop đầu câu Nhật Bản Bình Định xin phép giới thiệu với cả nhà một cái video cần câu lure chất liệu carbon ạ. Hôm nay thì em có những cái mã cần có chiều dài từ 1,5 m đến 2,7 m. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, bên em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với cần là 30.000 nhé mọi người. Khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua số điện thoại là 0974088309. Và cái cần đầu tiên xin phép giới thiệu với cả nhà cây có mã L01 như thế này nha. Đây, cái mã L01. Cây số 1 này ở đây em có là một cây cần dài 1,8 m. Và cây này là một dòng cần của Hàn Quốc xuất Nhật nha mọi người, Made in Korea đây ạ. Dài 1,8 m bao gồm hai khúc. Chất liệu của cần là carbon, khoen của cần là khoen Fury, chân cao như thế này. Cây này ngoại hình vẫn còn khá là sáng cần, khá là ok nha, mới sáng. Trài xước rất là nhỏ, mã cần là L01. Khoen là khoen Fury, khoen chân cao như thế này. Cây này dài 1,8 m bao gồm hai khúc và có action là ML như thế này nha. Cây này action ML nặng 96 g và gốc có độ lớn là phi 24, ngọn có độ lớn 2 ly. Cây mã L01. Cây này là một cây cần câu lua máy đứng nha. Và L01 này có giá là 480.000 ạ. Cây tiếp theo ở đây em có là một cây cần dài 1,98 m hai khúc như thế này nha. Cây này là một cây cần có mã L03 nha. Cây này mã L03. Cán của cần là cán gỗ bằng như thế này, cán, và bát của cần là bát vặn. Khoen là khoen Fury chân cao như thế này nha. Đồng sứ của cần là đồng sứ đá sứ xám. Ngoại hình của cần đây ạ. Đây là một cây cần của Suzumi SZM. Đây là một cây cần của thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật. Dài 1,98 m. Và cây này có action là L nha. Khoen cái của cần là khoen chân cao và khoen lớn thế này. Bô của cần cũng là bô Fury luôn ạ. Và cây này có mã là L03. L03 nha. Khoen là khoen Fury. Cây này có tổng cộng 6 khoen. 5 khoen và một đầu bút. Cái này có action L nha. Action L nhưng mà có vẻ rất là đanh ngọn. Cần của Suzumi dài 1,98 m, nặng 86 g, góc có độ lớn là phi 24, ngọn có độ lớn là 2 ly. Action của cần là L. Và cây mã L03 này có giá là 520.000 ạ. Tiếp theo ở đây em có là một cây mã L05 nha. Cây này mã L05. Cây này thì cán của cần là cán wood shop, bát của cần là bát vặn, bát Fury ạ. Khoen là khoen Fury đá sứ xám nâu thế này. Cây này khoen chân cao luôn ạ. Và chiều dài của cây này là một cây cần cây này dài của 1,8 m bao gồm hai khúc và cần của Hàn Quốc xuất Nhật ạ. Đây, khoen của cần này. Và cây này có mã là L05 như thế này. Ngoại hình của cần cũng khá là sáng cần, khá là ok nha. Dài 1,8 m, có trọng lượng là 100 g, gốc có độ lớn là phi 24, ngọn có độ lớn là 2 ly. Và cây này action của cần, cây này nó không có gây thông số. Tải mòn từ 1/8 đến 3/8 OZ. Cây này thì action cũng còn khoảng là L nha mọi người. Cây này action L. Action của cây L05 là L. Và cây mã L05 này có giá là 480.000. Tiếp theo ở đây em có là một cây cần có mã L07 nha. Cây này có mã L07. Cán của cần cũng là cán wood shop, bát là bát vặn, bát Fury. Khoen là khoen Fury đá sứ xám chân cao như thế này. Cây này ngoại hình khá là mới đẹp luôn. Cần của Hàn Quốc xuất Nhật, Made in Korea nha. Cây này ngoại hình khá là mới, tải mồi từ 5 đến 21 g ạ. Dài 1,8 m. Cây này có action ML nha mọi người. Sức tải dây là 8 đến 20 lb. Cuối ML đầu M đó, cái này action ML đây, đá ML. Khoen của cần là khoen Fury đá sứ xám chân cao như thế này. Cái này ngoại hình khá là mới đẹp, cái này ngoại hình còn rất là mới nha. Mới sáng, cần của Hàn Quốc xuất Nhật, Made in Korea. Action ML.
Và cây mã L07 này dài 1m8, nặng 104 gram và có độ lớn của gốc là 27 phi 25 ạ. Ngọn có độ lớn là 2 ly. Ở đây, cây này Action ML đây. Action ML nha. Và cây mã L07 này có giá là 500.000. Và tiếp theo, mã cần tiếp theo ạ. Ở đây em có là một cây cần dài 1m68. Cán của cần là cán mút xốp như thế này ạ. Bát của cần là bát vặn nha. Và cũng là một cây cần của SZM, cần của Suyumi, thương hiệu của Hàn Quốc xuất nhập. Ở đây, make in của dòng này, dòng Suyumi là của Hàn Quốc nha. Dài 1m68 ạ. Cây này ngoại hình cũng khá là ok, mới sáng nha. Cần của Suyumi, khuyên của cần là khuyên Fury, đá sứ xám nâu, khuyên chân cao, khuyên cái chân cao như thế này ạ. Và các khuyên khác cũng là khuyên chân cao nha. Cây này có mã là L08. Và cây này cũng có Action, cây này Action khoảng là L nha mọi người, cây này Action L. Xuất tải dây từ 4 đến 8 là B, xuất tải mồi từ 1/8 đến 3/8 OZ nha. Ngoại hình của cây này khá là sáng cần, cán của cần là mút xốp, dài 1m8 Action L. Và cây mã L08 này nặng 127g, gốc có độ lớn là phi 25, ngọn có độ lớn 2 ly. Và mã L08 có giá 480.000. Và tiếp theo ở đây có một cây cần lua máy ngang như thế này. Gốc của cần là cán gỗ bằng nha. Cần lua máy ngang, cây này là lua máy ngang ạ. Và cây này dài 1m8. Và dòng này cũng của Hàn Quốc xuất nhập nha mọi người. Bát của cần là bát vàng. Ngoại hình của cây này cũng khá là ok, khá là sáng cần. Có Action là L. Tải dây từ 5 từ 6 cái này từ 6 đến 15 lb nhé, Action L. Tải mồi từ 7 đến 18 gram. Ngoại hình cũng khá là sáng cần, khá là ok. Khuyên của cần đây, khuyên Fury cả nhé. Những cái cần máy ngang, khuyên của nó được thiết kế kiểu có chân khuyên giống như thế này nha mọi người. Chân thấp như thế này nha. Tất cả những cây cần máy ngang của dòng cần lua hai khúc như thế này, họ thiết kế những cái dòng khuyên giống nhau hết. Khuyên của cần đều là khuyên Fury nè, cả có 2, 4, 6 khuyên và một đầu bu. Cái này dài 1m8, nặng 110g và có độ lớn của gốc là phi 25, ngọn có độ lớn là 2 ly. Và cây này có Action L. Và cây này có mã là L10 nha, mã L10 ạ. Và cây mã L10 này cũng có giá là 480.000 ạ. Mã tiếp theo ở đây em có, đây là một cây dài 1m8 luôn ạ. Cây này dài 1m8 và cũng có Action L. Và cây này có mã là L11. Và gốc của cần là gốc gỗ bằng và vẫn còn cái bọc mút xốp ở bên này. Và cây này lua máy đứng nha mọi người. Cần của Hàn Quốc xuất nhập, Action L. Tải dây từ 4 đến 12 lb. Tải mồi từ 1/16 đến 3/8. Khuyên của cần là khuyên Fury, đá sứ xám, và khuyên của cần cũng là khuyên lua chân cao. Cây này có mã là L11 và Action của cần là Action L, cần máy đứng Action L nha. Có tổng cộng là 2, 4, 5 khuyên và 1 vào bông, 5 khuyên và 1 vào bông nha. Cây này thì nặng 100g, gốc có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 1.6 ly nha. Action L và mã L11 này cũng có giá là 480.000. Tiếp đến cây mã tiếp theo. Mã tiếp theo ở đây em có một cây cần dài 1m68 ạ. Cây này thì Action của cây này là Action M. Cây này Action M nha. Và bao gồm hai khúc, tải mồi từ 4 đến 21g, tải dây từ 6 đến 14 lb. Cây này là Action M theo thông số của cần. Gốc của cần là gốc gỗ mút xốp như thế này. Và cây này thì mã cần là L12. Và khuyên là khuyên Fury, có 5 khuyên và 1 đầu bu. Cây này ngoại hình cũng khá là ok. Cái này có mã là L12 ạ. Tất cả các khuyên đều là khuyên Fury, chân cao như thế này nha. Bu của cần cũng vậy. Dòng cần của Hàn Quốc xuất nhập, in Korea đây. Dài 1m68, gốc của cần có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 2 ly, nặng 110g. Và cây mã L12 này có giá là 480.000. Tiếp đến cây tiếp theo. Cây tiếp theo ở đây em có, đây là một cây cần dài 1m8 ạ. Và cây này có mã là L17 nhé. Cây này mã là L17. Gốc của cần là gốc gỗ, gốc mút xốp ạ. Bát của cần là bát vàng, bát Fury như thế này. Và cây này cũng là dòng cần của Hàn Quốc xuất nhập. Cây này thì dài 1m8 nè.
Thông số tải mồi của cần là từ 1 đến 21 gram, tải dây từ 6 đến 12 lb, dài 1,8. Cây này ngoại hình cũng khá là sáng cần. Và cây này thì action cũng khoảng L, nhưng mọi người cây này action cũng L đấy. Khoen là khoen Fury đá sứ xám chân cao như thế này. Mã cần L17, phôi của cần khá là đẹp, dài 1,8 action L. Và mã L17 này dài 1,8 nặng 105 gram, góc có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 2 ly ạ. Và mã L17 này có giá là 480.000. Tiếp theo ở đây em có là một cây dài 1,8 luôn ạ. Và cây này là được sản xuất tại Thái Lan, và cần của cây này là cần của Daiwa nhé mọi người. Daiwa được sản xuất tại Thái Lan. Em thấy là nha, dòng Daiwa Triforce, dòng Triforce Z. Cán của cần là cán gỗ bằng như thế này, bát của cần là bát vàng. Cần của Daiwa được sản xuất tại Thái Lan, xuất nhập. Và thông số của cần đây, cây này thì ngoại hình vẫn còn khá là sáng cần. Thông số của cần là cây này tải mồi từ 4 đến 10 lb, cây này action L nha. Đây, like. XNL. Khoen là khoen Fury, đá sứ xám nâu, chân cao như thế này. Và cây này có mã là L18 ạ. Cây mã L18, ngoại hình cũng khá là ok, sáng cần. Cây của cần này. Và cây mã L18 này nặng 94 gram, góc có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 1.6 ly nha. Cây này 1.6 ly đấy. Action của cần là XNL. Và cây mã L18 này có giá là 600.000, dài 1,8. Và tiếp theo ở đây em có là một cây cần lua máy ngang ạ. Và cây này là một cây cần của Ryobi. Cây này ngoại hình vẫn còn khá là sáng cần. Và cây này có mã là L22 ạ. Góc của cần là cây góc gỗ bằng, cần lua máy ngang. Và cây này là một cây cần của Ryobi được sản xuất tại Hàn Quốc xuất nhập nha. Sức tải của cần là từ 8 đến 20 lb đây. Và cây này có action là medium ạ. Khoen của cần. Cây này khoen của cần là khoen Fury đá sứ xám xanh như thế này. Mã của cần là L22. Action M. Cần máy ngang ạ. Có 2, 4, 5 khoen và 1 đầu bô Action M nha. Cây này thì tải dây toàn tầm khoảng 20 lb đây. 1,8 dài 100 dài một cái này dài 1,8 và nặng 104 gram, gốc có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn 2 ly. Và cây này tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 4 đến 20 lb, tầm khoảng 10 kg đấy. 9,6 kg, gần 10 kg. Cây này ngoại hình khá là ok. Và cây mã L22 này có giá là 600.000. Rồi tiếp theo ở đây em có một cây cần câu lua dài 2,7 m như thế này ạ. Góc của cần đây. Góc của cần là góc mút xốp như thế này. Và cây này có mã là L28 ạ. L28 nhé. Bát của cần là bát vàng, bát Fury. Và cây này cũng là một cây cần của Daiwa. Và Daiwa này được sản xuất tại Việt Nam xuất nhập ạ. Dòng hàng liên danh tại Việt Nam xuất nhập. Và những cây này chúng ta lua nút mạnh nha. Dòng mà chuyên cho những cái dòng cần lua biển ạ. Và cây này là một cây cần dài 2,7 m, bao gồm có hai khúc action của cần là L. Để thông số lua mồi là từ 5 đến 28 gram. Và đây là chúng ta có thể, cây này chúng ta mồi câu mực là từ mồi số 2.5 đến 3.5, sức tải dây từ 6 đến 12 lb. Những cây này thì những cây này chúng ta có thể lua biển được. Khoen của cần này, khoen của cần là khoen Fury chân cao như thế này nha, khoen Fury đá sứ xám chân cao. Mã của cần là L28, cái này ngoại hình cũng khá là mới cần, sáng cần nha, khá là mới sáng. Và có bị một vết trời nhẹ vị trí này. Dài 2,7 m, bao gồm có hai khúc ạ. 2,7 m, 2 khúc nhé. Cần lua Daiwa được sản xuất liên danh tại Việt Nam xuất nhập. Có tổng cộng 2, 4, 6 khoen và 1 đầu bu ạ.
Tất cả các khoang đều là khoang Fury cả nhé. Dài 2m7 và nặng 158g và có action L. Ngọn có độ lớn là 2.2 ly. Và cây mã L28 này có giá là 780.000 ạ. Tiếp theo em cũng có một cây cần lua 2m7 như thế này. Cái này dòng cần của Hàn Quốc xuất Nhật nha. Cái này ngoại phôi của cần rất là đẹp. Góc của cần là góc mút xốp, bát là bát vàng, bát Fury. Tem xuất của cần đây. Tem vàng nha, cây này tem vàng. Và có hơi trời xuất nhẹ một xíu. Phôi của nó rất là đẹp nha. Phôi nó xoắn như thế này nha. Dòng mà tên thương hiệu của cần. Cái này dài 2m7, có action là L. Tải mồi từ 20 đến 28 gram. Cái này cũng có action là L nha. Tải dây tầm khoảng 16 đến 18 lb đấy. Khoảng là 7 đến 8 kg. Khoen cái của cần cũng là khoen chân cao như thế này. Khoen 3 chân, chân cao, khoen Fury chân cao nha. Bô của cần đây. Action của cần là L, dài 2m7 nha. Những cây này chúng ta cũng có thể lưu một biển. Ok. Có 2, 4, 6 khoen và 1 đầu bô. Action của cần cũng L. Dài 2m7 này, mỗi khúc thì có chiều dài là 145cm. Góc có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 2 ly. Và cây này có mã là L61 nha mọi người. Cây này mã L61 ạ. L61. Và cây mã L61 này nặng 200g. L61. Và mã L61 này cũng có giá là 780.000 luôn ạ. Tiếp theo ở đây em có là một cây cần lua của hàng dòng cần hàng Trung xuất Nhật như thế này nha. Dài 1m rưỡi, cây này dài 1m rưỡi, hai khúc như thế này. Góc của cần là mút xốp. Cây này có mã là LT06 ạ. Cần lua máy đứng nha mọi người. Khoen của cần là khoen hãng, cây này dòng cần của hàng Trung xuất Nhật. Khoen của cần là khoen hãng nhưng khoen chân cao như thế này, dài 1m rưỡi, bao gồm cả hai khúc. Ngoại hình thì cũng khá là ok. Dài 1m rưỡi. Cái này nặng 110g, góc có độ lớn là phi 26, ngọn có độ lớn là 2 ly. Cái này action cũng khoảng L nha mọi người. Action L, L đấm ML đấy. Có 4 khoen một đầu bu. Ngoại hình của cần đây ạ. Cái này nó màu đen nha. Khoen đây. Và cây mã LT06 này có giá là 250.000. Tiếp theo, em có một cây dài, một cây cần câu lua máy ngang của cần dòng cần hàng Trung xuất Nhật như thế này nha. Cần quýt của hàng Trung xuất Nhật. Cái này thì cái phần một vài vị trí lắp tem nó bị bong tróc nhẹ như thế này. Và cái này cũng có action là L, dài 1m8, cây này có dài 1m8, bao gồm hai khúc action ML nha, cây này action ML rồi. Cái này ngoại hình vẫn còn khá là ok. Chỉ có vị trí xấu và vị trí này có một hai cái điểm này nó bị tróc cái lớp tem thôi. Khoen của cần là khoen hãng nhé. Cái này khoen hãng nha mọi người. Cần lua máy ngang, cần của hàng Trung xuất Nhật. Và cái này có mã là LT09 ạ. Và dài 1m8, nặng 94g và có action là ML, ngọn của cần là 2 ly. Và cái này có giá là 250.000 ạ. Tiếp theo em có mã của cần LT10 ạ. Cây này thì có chiều dài là 1m2 thôi. Cây này chiều dài ngắn, dành cho khách chúng ta lùa suối nè. Khoen của cần là khoen hãng, khoen chân cao như thế này ạ. Và cần của hàng Trung xuất Nhật nha. Sức tải từ 4 đến 8 lb, từ khoảng 3 kg 6. Và sức tải mồi từ 2 đến 7 gram. Cây này cũng có action là L. Cần của dòng cần hàng Trung xuất Nhật, gốc của cần là gốc cán gỗ bằng như thế này nha. OGK, cần hàng Trung xuất Nhật, có 2, 4, 6 khoen và 1 đầu bu. Và mã LT10 này nặng 100g, góc có độ lớn là phi 18, ngọn có độ lớn là 1.2 ly. Đây. Và cây mã LT10 này có giá là 220.000. Tiếp theo, ở đây em có những cây cần có độ cứng UL như thế này nha. Cần mềm, ngọn mềm, câu cảm giác. Những cây này người ta câu hanh giò cũng khá là ok nha. Cũng khá là mềm. Và có đây là một cây cần có mã LT11, mã LT11 nha. Cây này thì cái phần bát của cần là bát vàng. Bát này cái phần bát nó hơi sờn cái phần bát này một xíu nhé.
Đấy, ba hơi sờ. Khoen của cần là khoen hãng, khoen chân cao như thế này. Và cây này có chiều dài là 2m3, 2m3 2 khúc như thế này, khoen hãng chân cao như thế này nha. À, có khoen cái là khoen furi, cây này thì có khoen cái là khoen furi. Còn những cái vị trí ngọn ở trên là ngọn tháp này, sợi thủy tinh nó có khoen một chân như thế này. Cái này phần thân nó có một vài điểm sờn như thế này nha. Đấy, nó có sờn, hơi sờn nhẹ cái phần lớp sơn bên ngoài. Cái vị trí giống thứ nhất. Thì cái này có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 khoen một đầu bu. Cái này có 2 khoen đầu tiên là khoen Fury ạ. Mã L11 dài 2m3, nặng 110g. Ngọn ở góc có độ lớn là phi 27, ngọn có độ lớn 1 ly. Còn UL dành cho chúng ta câu cảm giác nè, câu hành dò trát nè, câu cảm giác. Và mã LT11 này có giá là 280.000. Rồi tiếp theo ở đây em có một cây cần UL dài 1m95 luôn ạ. Và cây này cũng là cần dòng cần hàng trung xuất Nhật nha mọi người. Cây này có mã là LT17 ạ. Mà cây này LT17 này bát của cần là bát vặn. Cây này ngoại hình khá là ok, mới đẹp ạ. Dài 1m95, bao gồm có hai khúc như thế này. Mỗi khúc thì có chiều dài là 105cm. Cây này thì có action khoảng là L nha. Cần action của hàng L. UL, cần action UL cần của hàng trung xuất Nhật. Ngoại hình của dòng cần này, của cây này khá là mới đẹp nha. Cái phần khúc thứ nhất nó thiết kế kiểu họa tiết hoa văn hình chữ X như thế này, rất là đẹp. Ngọn của cần là ngọn tháp sợi thủy tinh, khoen phần khoen ở trên là khoen một chân, khoen trên đầu ngọn là khoen một chân như thế này. Có tổng cộng là 2, 4, 6, 7 khoen một đầu bô. Khoen của cần là khoen hãng, khoen chân cao như thế này ạ. Dài 1m95, bao gồm 2 khúc, nặng 94g, gốc ngọn có độ lớn là 1 ly. Ngoại hình mới đẹp. Dài 1m95, cần của hàng trung xuất Nhật. Và cây mã LT17 này có giá là 380.000. Tiếp theo, cây mã cuối cùng. Mã cuối cùng ở đây em có một cây dài 2m28, gần 2m3 nha. Cây này cũng ngọn mềm, chúng ta câu cảm giác, chúng ta câu hành dò nha. Và khoen là khoen hãng, cây này cũng cái dòng cần hàng trung xuất Nhật, có 2, 4, 6, 7 khoen và một đầu bu nha. Cây này thì cái lớp keo phủ bóng nó hơi hơi pha màu, nó nhìn hơi tối này. Action từ 2 đến 5 lb, cây này action UL, sức tải từ 2 đến 5 lb nha. Khoen của cần là khoen hãng, khoen chân cao, ngọn rất là mềm này. Ngọn khá mềm nha, ngọn mềm, dẻo cho khách chúng ta câu cảm giác. Phần ngọn ở trên là khoen một chân như thế này. Còn các khoen ở phía dưới thì có là khoen chân cao. Khoen hãng chân cao có 2, 4, 6, 7 khoen và một đầu bu. Cây này nó màu hơi màu ngã và màu vàng nâu một xíu nhé. Dài 2m3, dòng cần của hàng trung xuất Nhật, có action là UL. Nặng 131g. Mỗi khúc thì có chiều dài là 120cm. Ngọn có độ lớn là 1 ly. Ngọn rất là mềm. Ngọn mềm. Và cái này có mã là LT13. Và cái này có giá là 300.000. Và em vừa giới thiệu xong lô gồm có những cái cần câu lua của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại 0974 088 309. Em xin cảm ơn cả nhà. Em xin chào cả nhà ạ.